Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2021 và theo âm lịch Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 10 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Ất Sửu, tháng Kỷ Hợi, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Khoang, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Câu Trần. Vài ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, hại trung kim, ngày Ất Sửu tức can khắc chi, nghĩa là mộc khắc với thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm, hại trung kim, kỵ tuổi, kỷ mùi, quý mùi, ngày thuộc hành kim, khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi, kỵ hợi, nhờ kim khắc mà được lợi ngày xỉu lục hợp với tí, tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục xông với mùi hình tuất hại ngọ phá thìn và tuyệt mùi vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi kỵ mùi quý mùi tân mão tân dậu tuổi xung trong tháng tuổi tân tỵ đinh tỵ và các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức tốt mọi việc, sau thiên phú, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, sau thiên thành, tốt mọi việc, sau nguyệt ân, tốt mọi việc, sau lộc khố, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch, sau ngọc đường hoàng đạo, tốt mọi việc, sau thiên ân, tốt mọi việc. Sao sáu trong ngày gồm có sao thổ ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự, sao thiên tạc, 6 đối với khởi cạo, động thổ, về nhà mới, khai trương, sao nguyệt yếm đại họa, 6 đối với xuất hành, giá thú, sao quả tú, 6 đối với cưới hỏi, sao tam tang, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng tây bắc, tài thần, hướng đông nam và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2021 mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao một phần là nhờ có tam hợp nâng đỡ với bạn thủ Tý có thể nghĩ ra được nhiều phương án mới để giải quyết công việc chứ không phải là đi theo lối mòn cũ kỹ nào đó và điều này khiến cho cấp trên hài lòng và đồng nghiệp ngưỡng mộ bạn và với bạn tuổi Tý trong ngày này với những thử thách trước mắt cũng chính là cơ hội để cho bạn thăng tín. Vì vậy, dù nội dung công việc có khó khăn như thế nào đi chăng nữa, bạn hãy tự tin lên và nhanh chóng nắm bắt. Chứ, chớ nên trần trừ, do dự. Bên cạnh đó, bạn có được vận quý nhân cũng luôn sẵn sàng ở bên để giúp đỡ cho bạn nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý, bạn lại đang có điểm báo, đang gặp ngày có thổ khác với Thủy, nhắc nhở bạn mệnh tuổi Tý đang có một số mâu thuẫn tồn tại trong gia đình. Dù là chuyện lớn hay là chuyện nhỏ, hai người cũng cần phải trò chuyện rõ ràng với nhau, không nên cố tình lờ đi để khúc mắc ngày một lớn dần lên bạn tuổi Tý nhé và xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày mùng 9 tháng 10 năm Tân Sửu ngày này là ngày tốt vì vậy với bạn Thủ tí có thể thực hiện những công việc như là xuất hành đi xa khai trương chỗ cửa tưới nước hay là cưới hỏi nữa Vậy tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim công việc thuận lợi đạt được mục tiêu đã đề ra tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy thông minh tinh tế có khả năng gắn kết mọi người tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa có được cơ hội thăng tín hãy mạnh dạn để nắm bắt cơ hội tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ cần phải quyết đoán hơn chớ nên chần chừ do dự tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc vợ chồng mâu thuẫn nên nói rõ mọi chuyện với nhau Vài đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 23, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi hợi. từ vi tuổi Xỉu, thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Xỉu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Xỉu trong ngày này đang gặp ngày có thiên quan giáng họa và đây là điểm báo cho bạn trải qua một ngày không được mấy in ổn với mình. Công việc của bạn liên tiếp gặp phải những rắc rối do kẻ tiểu nhân bày mưu hàm hại. Vì vậy, phía bạn tuổi Xỉu cần phải tỉnh táo để không rơi vào bẫy của những kẻ xấu và ngày này với bạn tuổi xỉu khi giao tiếp với cấp trên bạn cũng cần phải đặc biệt chú ý cách thức diễn đạt của mình không phải thẳng thắn lúc nào cũng hay bởi đôi khi sự thật mất lòng vì vậy với bạn tuổi xỉu cần phải diễn đạt ý muốn của mình một cách uyển chuyển hơn có như vậy thì mới không khiến cho người nghe cảm thấy khó chịu Ngày này, bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ khắc với Thủy, cái điều này làm cho bạn cần phải dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện với nửa kia của mình. Đừng có cho rằng mình đã quá thấu hiểu mọi việc, cho nên tự mình quyết định tất cả mà không quan tâm tới cảm xúc của đối phương bạn tuổi Sửu nhé. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim có thể phải đối diện với bậy của những kẻ tiểu nhân, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy chú ý cách diễn đạt đặc biệt là khi nói chuyện với cấp trên, tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa đừng có để cho những lời nói sai trái tác động đến bản thân, tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ bình tĩnh khi gặp phải những khó khăn, bất trắc, tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc dành thời gian để trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn, số 12, số 37, giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tị, tuổi giàu. Từ vi tuổi dần, thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần, cho chúng ta thấy là bạn thú dần trong ngày này đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo, trải qua một ngày không được mấy như ý trong sự nghiệp của mình. Và ngày này đối với những ai tham gia thi cử, xin việc thì cần phải chuẩn bị thật tốt trước khi bước vào cuộc thi. Và bạn thú dần bạn cũng cần phải luôn giữ cho mình sự tỉnh táo và tự tin nữa nhé trong ngày này đối với những bạn làm công an lương thì có thể cảm thấy kiệt sức mệt mỏi vì công việc cả tuần đã mệt mỏi giờ này bạn lại phải làm thêm ngày thứ bảy nữa cấp trên đồng nghiệp đang triển ép bạn tuy nhiên trước khi than thân trách phận bạn cần phải nhìn lại cách đối nhân sự thế của bản thân mình nữa và ngày này với bạn tuổi dần, xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày để cho bạn thực hiện nhiều công việc quan trọng, có thể là xuất hành đi xa. Nhưng bạn cũng cần phải lưu ý nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Bắc và tài thần hướng Đông Nam để tăng thêm sự may mắn cho mình. Về từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy chuyện thi cử không được thuận lợi như ý muốn từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa nghiêm túc khi bắt tay vào bất cứ việc gì từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ dễ bị đồng nghiệp hoặc là lãnh đạo chèn ép gây khó dễ từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc tự xem xét và điều chỉnh lại bản thân trước khi trách người khác từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim nên có kế hoạch thực hiện những công việc sao cho phù hợp về đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 44 số 58 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cá tường màu xanh lá cây màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Mão tuổi Tuất tuổi Hợi Từ vi tuổi mão thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi mão trong ngày này đang gặp ngày có màu khác với thổ cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi mão và con cái đang càng ngày càng trở nên xa cách với bạn tuổi mão có thể sẽ cảm thấy không hài lòng vì con cái không được như kỳ vọng của mình tuy nhiên có thể chính bạn cũng đang đặt ra những yêu cầu quá cao với con cái của mình nữa đó bên cạnh đó bạn và người ấy cũng có thể tranh cãi về những quan điểm không thống nhất được với nhau và nếu cứ một mực giữ ý kiến của mình không chịu đặt mình vào vị trí của đối phương thì những bất đồng sẽ chẳng thể nào hóa giải được bà tuổi mạo hãy nghiêm túc lắng nghe quan điểm của đối phương nữa bà tuổi mạo nhé về phương diện sức khỏe của bạn tuổi mạo trong ngày thứ bảy này có thể là do áp lực công việc của bạn cả tuần cho nên bạn cảm thấy mệt mỏi cũng có thể là do dấu hiệu thời tiết thay đổi mà cơ thể của bạn cảm thấy không được tốt cho lắm. Và ngày này, theo Hải Thượng Lạn Ông, hôm nay là ngày mùng 9 tháng 10 năm Tân Sửu ngày này nhân thần nằm ở ngón chân, vì vậy với bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở vị trí này về tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái có phần căng thẳng tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa không nên áp đặt ý kiến của mình lên người khác tử vi tuổi kỵ mão thuộc mệnh thổ hãy lắng nghe ý kiến của các thành viên trong gia đình tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc giữ khoảng cách với kẻ xấu đang có ý đồ tiếp cận với mình tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim giữ gìn về sức khỏe không nên làm việc quá sức và đánh giá của bạn tuổi mạo trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 12 số 39 giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu xanh rêu màu xanh chuối quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi thìn tuổi hợi từ vi tuổi thìn thứ Bảy ngày 13 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ Bảy này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn trong ngày này đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn tuất xỉu mùi cho nên bạn trải qua một ngày không được mấy tốt lành với mình nhé. Với bạn tuổi Thìn, bạn thường xuyên là cái đích để cho kẻ xấu hãm hại, gây chuyện thị phi. Tuy nhiên, bạn nhớ là cần phải bình tĩnh, chớ nên mất bình tĩnh mà rơi vào tình huống xấu nhất đó. Đặc biệt ạ, à, với bà tuổi thìn trong ngày này không nên nóng nảy, nối năng thiếu cẩn trọng, cho dù giao tiếp với ai đi chăng nữa, đừng có để cho những lời nói vô tình của mình trở thành cái cớ cho những kẻ tiểu nhân lợi dụng đẩy bạn rơi vào những rắc rối lớn nữa bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tử thìn bạn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng cái điều này cũng cho thấy đối với những bạn đang còn độc thân đang có xu hướng khép mình lại và ngại giao tiếp với mọi người và bạn đang cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho những mối quan hệ về tình cảm mới vì vẫn còn bị chuyện quá khứ làm ảnh hưởng ám ảnh vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa dễ gặp phải trục trặc trong công việc từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh hổ kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay gây chuyện thị phi từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc trở nên nóng nảy nói năng thiếu cẩn trọng từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim hãy tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy không muốn mở rộng mối quan hệ với mọi người và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao, con số may mắn số 64, số 77, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Tỵ thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh, cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi tỵ đang có được những cơ hội đón nhận những tin vui trên phương diện tài lộc. Với bạn tuổi tỵ đã làm việc chăm chỉ trong suốt khoảng thời gian vừa qua và đây là lúc bạn có thể yên tâm tận hưởng thành quả của mình nữa rồi. Trong ngày này, đối với những bạn làm ăn cũng kiếm được một khoản kha khá trong ngày hôm nay. Bà tuổi Tỵ đã xây dựng được uy tín cho nên đã tạo được danh tiếng tốt, được nhiều người tin tưởng về những mối khách hàng, đối tác làm ăn, hứa hẹn đem lại cho bạn có được nhiều lợi ích trong tương lai. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Tỵ, bạn cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ của bạn đang rất tốt đẹp với nửa kia của mình. Đôi bên luôn có được sự thấu hiểu và bao dung cho nhau nhờ thường xuyên tâm sự với nhau với những chuyện xảy ra hàng ngày. Cả hai có thể chung tay vượt qua được mọi sóng gió của cuộc đời. Và xem tử vi cho thấy, hôm nay là ngày 9 tháng 10 năm Tân Sửu ngày này với bạn tuổi Tỵ đang có được sự tác động của những sao tốt như là sao thiên đức, Sao Thiên Phú, sao Thiên Thành, sao Nguyệt Ân, sao Lộc Khố, sao Ngọc Đường Hoàng đạo, sao Thiên Ân, vì vậy với bạn có thể thực hiện nhiều công việc quan trọng trong ngày hôm nay, kể cả là ký kết hợp đồng hay là xuất hành đi xa. Và bạn cũng đừng quên nên xuất hành theo những hướng tốt như là Hỷ thần, hướng Tây Bắc và Tài thần, hướng Đông Nam để tăng thêm sự may mắn cho mình nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và đối tác, từ vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ hãy chấp lấy cơ hội thuộc về bản thân, từ vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra, từ vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim công danh sự nghiệp có được những bước tiến đáng kể, từ vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy mối quan hệ vợ chồng hòa hợp, thấu hiểu và đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 66 số 95 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu cam quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Thân tuổi Dậu từ vi tuổi Ngọ thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi ngọ, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi ngọ, dù bạn là người vốn rất tài giỏi và nhanh trí, nhưng dưới sự tác động của cục diện ngũ hành tương hại làm cho bạn dễ mất đi sự điềm tĩnh cần phải có. Bạn tuổi ngọ sẵn sàng tranh cãi hoặc là gây gọ với những ai đang có ý kiến trái ngược chiều với mình, dù đối tượng là ai đi chăng nữa. Bạn mạnh tứ ngọ trong ngày này, bạn cũng dễ dàng mất đi sự kiên nhẫn nếu như phải giải quyết những công việc có tính chất khó khăn, cần có sự tỉ mỉ và khéo léo. Và bạn tuổi ngọ cần phải tìm cách tự tạo ra động lực cho mình, không nên bỏ dở công việc dựa chừng. Có như vậy nếu như bạn muốn đạt được thành công nhé bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ bảy này với bà tứ ngọ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này cũng cho thấy với bà tứ ngọ đang có được vận quý nhân có thể giúp đỡ cho bạn à, quý nhân có thể là người thân trong gia đình đối phương sẽ giới thiệu cho bạn có được cơ hội rất đáng quý giá bạn tứ ngọ bạn luôn giành được sự quan tâm và tôn trọng đến với những thành viên lớn tuổi trong gia đình cho nên cũng được mọi người yêu mến và chiếu cố cho bạn nữa về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim dễ mất đi sự bình tĩnh gây gọ với người khác tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy làm việc trong bầu không khí căng thẳng tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa mất bình tĩnh khi giải quyết những công việc có tính chất khó khăn tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ dạy bộ dở công việc dựa chừng tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc tôn trọng người lớn tuổi trong gia đình và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 55, số 86, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất sửu mùi cái điều này làm cho vận trình của bạn không được tốt cho lắm và với bạn tuổi mùi chớ nên quá mức tự tin thành ra chủ quan với mọi việc nếu như bạn thường xuyên bổ ngoài tai những lời khuyên của người khác vì cho rằng mình có thể hiểu rõ và tự giải quyết được mọi chuyện thì bạn sẽ phải gặp rắc rối lớn nữa đó. Và ngày này với bạn tuổi mùi, bạn cần phải đặc biệt chú ý tới cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người đối diện, nhất là đối với những ai thực sự muốn tốt cho mình, cho dù không muốn tiếp thu đi chăng nữa, thì với bạn cũng nên lắng nghe với thái độ tôn trọng người ta nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mùi, bạn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là không nên cố chấp với những suy nghĩ của chính mình bởi chưa chắc hướng suy nghĩ hiện tại của bạn đã là chính xác và đôi khi bạn nên thay đổi góc độ quan sát vấn đề sẽ giúp cho bạn nhận ra được hướng giải quyết công việc một cách đơn giản hơn rất nhiều. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim quá mức tự tin cho mình có thể làm được mọi việc từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy không muốn lắng nghe ý kiến của người khác từ vi tuổi kỵ mùi thuộc mệnh hỏa chú ý cách ăn nói tránh làm mất lòng người đối diện từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ không nên cố chấp với quan điểm của chính mình từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc có cái nhìn linh hoạt hơn khi giải quyết công việc và đánh giá của ba tuổi mùi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 39, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi hợi, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là với bạn tuổi thân đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này làm cho bạn đang rất vượng vận về đào hoa và dù bạn đã lập gia đình hay vẫn đang quản độc thân bạn mệnh vẫn dễ dàng gây được ấn tượng với những người khác giới và nếu như bạn đang quản lịa bóng thì đây là cơ hội tốt để cho bạn mở rộng các mối quan hệ xã giao và làm bạn với mọi người nữa Tuy nhiên, trong ngày này, đối với những bạn đã lập gia đình rồi, thì bạn nên chủ động giữ khoảng cách với những người khác giới. Đừng có để cho những cảm giác thỏa mãn hư vinh nhất thời khiến cho mình bị xa ngã, gây tổn thương cho những người thân yêu nhất của mình. Và ngày này, xem tử vi cho thấy, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, nhân duyên nở rộ, nhiều người yêu mến. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, dễ gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, quan tâm tới các thành viên trong gia đình. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, công việc tiến triển thuận lợi, không gặp phải nhiều rắc rối, Từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao? Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 48, số 66, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dậu tuổi tuất Từ vi tuổi dầu thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi dầu cho chúng ta thấy là bà tuổi dầu trong ngày này bạn vốn là người hiểu biết phong phú sẽ giúp cho bạn dễ dàng nhận được sự thán phục và tin tưởng của mọi người xung quanh. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tự Dậu, bạn đang có được sự tác động tích cực của cục diện ngũ hành tam hợp tỵ dậu sửu phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn dễ dàng dẫn dắt mọi người đi đến thành công. Có điều, ngày này với bạn tuổi dậu, bạn cũng cần phải chú ý tới tính cách hiếu thắng của mình. Và trước khi giải quyết việc gì, bạn nên suy tính trước sau cho thật kỹ càng, không nên mù quáng lựa chọn những việc nằm ngoài khả năng với mình chỉ vì muốn khoe khoang bản thân mình nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dậu, bạn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về mối nhân duyên của bạn đang rất tốt đẹp bởi bạn và người ấy càng ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn và nếu còn chưa kết hôn, hai bạn có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này nữa rồi. Xem tử vi cùng cho thấy hôm nay là ngày mùng 9 tháng 10 năm Tân Sửu với bạn tuổi Dậu đang có được sự tác động của những sao tốt như là sao Thiên Đức, sao Nguyệt Ân, sao Thiên Phú, sao Thiên Thành, sao Lộc Khố, sao Ngọc Đường Hoàng Đạo, sao Thiên Ân. Vì vậy với bạn có thể thực hiện những công việc quan trọng như thế là à, ký kết hợp đồng hay là xuất hành đi xa. Và bạn cũng đừng quên nên chọn những hướng tốt để xuất hành như là hỷ thần, hướng Tây Bắc và tài thần hướng Đông Nam để tăng thêm sự may mắn cho mình. Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy nhận được sự khâm phục và tin tưởng của mọi người từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa có tầm nhìn xa trông rộng dẫn dắt mọi người từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh uh, thổ không nên mù quáng và vội vàng đưa ra quyết định từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc mối quan hệ vợ chồng được tốt đẹp từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định và đánh giá của bà tuổi dậu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 66, số 75, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi tuất. Từ vi tuổi tuất thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất trong ngày này đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình sông, thìn Tuất xịu mùi cái điều này khiến cho bạn tuổi Tuất phải nhận lấy nhiều phản ứng trái chiều của những người khác vì ăn nói quá mức thẳng thắn và bạn tuổi Tuất bạn hãy nhớ rằng cho dù mục đích của bạn là tốt đi chăng nữa mà việc truyền đạt của bạn không hiệu quả thì cũng không đạt được kết quả như mong đợi nhé. Trong công việc, nếu như bạn tuổi tuất gặp phải trở ngại và nhận thấy vấn đề vượt quá với khả năng giải quyết của mình, bạn đừng có ngại ngần xin sự trợ giúp của đồng nghiệp hoặc là những người có nhiều kinh nghiệm xung quanh mình. Với sức giúp của nhiều người có thể khiến cho những việc bất khả thi trở thành khả thi. Quan về phương diện sức khỏe của bạn tuổi tuất trong ngày này có thể là do thay đổi của thời tiết cho nên cơ thể của bạn đang có những dấu hiệu bất thường như là mệt mỏi, hắt hơi, sổ mũi hoặc là có thể là do bạn ôm đồm quá nhiều công việc nên là lo lắng cơ thể không được an yên. Và ngày này với bạn tử tuất nếu như có ý định xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên ưu tiên đi về những hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây bắc và tài thần, hướng đông nam để tăng thêm sự may mắn cho mình. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa quá mức thẳng thắn dễ tổn thương người khác từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ chú ý ăn nói nếu không muốn nhận phải những phản ứng đối đầu từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc nhờ sự trợ giúp của mọi người xung quanh từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim không nên đầu hàng khi mới gặp khó khăn từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy hãy học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước vài đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ bảy này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 42, số 57, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu nâu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi thân, tuổi dậu. Từ vi tuổi hợi thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với ba tuổi hợi cho chúng ta thấy là bà tuổi hợi trong ngày này rất có thể phải chịu sự ngờ vực của đồng nghiệp hoặc là bạn bè do bạn đang chịu tác động của kiếp tài chiếu mệnh và khi mọi người không tin tưởng vào khả năng của bạn thì cách tốt nhất là với bà tuổi hợi hãy chứng minh năng lực của bản thân mình bằng những hành động thực tế nhé với bạn tuổi hợi bạn chỉ cần tập trung vào công việc thì mọi rắc rối bạn sẽ gặp phải dần dần có cách giải quyết ổn thỏa mà thôi bạn chẳng hề thua kém bất cứ ai vì vậy mà chẳng việc gì bạn phải sợ hãi lùi bước cả ngược lại bạn hãy tìm cách biến những thách thức đó thành cơ hội cho mình Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này cũng cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay không được như ý muốn. Chuyện tình cảm của bạn mệnh và nữ kia không được in bình. Có thể tất cả những gì mà bạn nghĩ đúng là chị hiểu lầm mà thôi và bạn đừng có vội vàng phán xét trước khi trò chuyện thẳng thắn với người ấy bạn tuổi hợi nhé về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa phải nhận sự ngờ vực của cấp trên và đồng nghiệp tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ hãy biến những thách thức thành cơ hội thể hiện bản thân mình tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc tự tin vào bản thân không lùi bước trước những khó khăn tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim tập trung vào công việc giải quyết những rắc rối từ từ tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy hãy trò chuyện thẳng thắn với nửa kia và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 68 số 89 giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cát tường màu đen màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi tí tuổi sửu tuổi dần cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tích like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.